Soal good morning, selamat pagi, selamat siang. Lagi curhat di Cani. Kinji, good morning, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kinji, wah lagi curhat di Cani. Di Masjid Dramaja. Good morning. Chào anh, kính chị quá chỗ rồi thì chẳng đi. Wow, chẳng đi bỏ tầng xây này thì chị tựa mà. Kính chị chập hồ, chập y hồ. Bây giờ nó chẳng còn gì. Quá chỗ rồi thì chẳng đi rồi mà chị tựa mà chứ. Wow.